chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh đầu tư cùng với qt stock rất hân hạnh khi có sự góp mặt của anh chị trong video ngày hôm nay và trong video cuối tuần hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại và phân tích với thị trường chung cũng như cập nhật những cái thông tin trên khu vực của thế giới xem rằng liệu nó có tác động trực tiếp với thị trường chứng khoán Việt Nam hay không và như tiêu đề đại khủng hoảng 2023 chuẩn bị sóng lớn và để hiểu rõ hơn tiêu đề ngày hôm nay thì em và anh chị sẽ cùng nhau đi phân tích và anh chị hãy xem hết video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì anh chị nào mình chưa đăng ký kênh thì bấm ngay cái nút đăng ký kênh cũng như là like video để mà tránh bỏ lỡ những cái thông tin quan trọng tại kênh YouTube QT Stock. Ngoài ra anh chị có thể quét mã QR code vừa nó phải màn hình để có thể vào nhóm cộng đồng hoàn toàn miễn phí Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những cái chỉ số trên khu vực của thế giới. Trong phiên ngày thứ sáu tuần vừa rồi, một số thị trường lớn như là Dow Jones hay là bên khu vực của châu Âu cũng có những cái quá trình điều chỉnh so với cái phiên ngày thứ năm là phục hồi. Nhưng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong cái thị trường rất là khó chịu. Trong cái phiên ngày thứ năm thị trường Dow Jones phục hồi thì thị trường của chúng ta lại không có những cái quá trình phục hồi mạnh. Và đặc biệt trong cái phiên ngày thứ sáu thị trường ngay từ buổi sáng lại không có những cái nhịp bật như là thị trường khu vực châu Âu và mang một cái tính chất rất là nghi ngờ và bản chất tâm lý hành vi của những nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại đang rất là chán nạn và rất là sợ hãi. Và đối với những cái thông tin như là thị trường chứng khoán của châu Âu hay là châu Mỹ có những cái phiên điều chỉnh trong cái phiên ngày thứ sáu tuần vừa rồi thì có lẽ rằng tâm lý anh chị đang rất là hoang mang và anh chị muốn bán tống bán tháo tất cả cái cổ phiếu của mình để mà thu tiền về để mà có một cái phần an toàn. Nhưng video ngày hôm nay là sẽ dành cho anh chị để hỗ trợ anh chị về những cái góc nhìn với thị trường liệu đây có phải là những lúc chúng ta cần bán tống bán tháo hay không hay chúng ta phải lùi một bước để mà nhìn rộng một cái bức tranh tổng thể hơn. Trong phiên ngày thứ sáu tuần vừa rồi thị trường của Dow Jones giảm 384 S&P 500 giảm 43 điểm, Nasdaq giảm 86 điểm, Russell 2000 giảm khoảng 47 điểm. Còn bên khu vực của châu Âu như là Đức nè, giảm 198 điểm, Anh thì giảm 74 điểm, Pháp thì giảm 100 điểm. Và đó là một trong vài cái thị trường lớn và chúng ta thấy là những cái thị trường lớn sau cái phiên phục hồi thì em đánh giá cái phiên này chỉ là cái phiên test lại những cái đường trendline những cái đường xu hướng của nó và nó sẽ tác động về mặt tâm lý của thị trường chung vào buổi sáng ngày phiên thứ hai nhưng không chắc rằng thị trường của chúng ta sẽ có những cái quá trình sập mạnh mà chúng ta cần phải chờ thị trường chung xác nhận cũng như chờ thị trường chung trả lời rồi, và trong tuần sau sẽ có một cái sự kiện rất là quan trọng vào ngày 23 tháng 3, Fed sẽ có một cái cuộc họp về cái tốc độ tăng lãi suất trong giai đoạn hiện tại. Và chúng ta đã thấy trong giai đoạn khoảng 2 tuần trước có những cái quá trình mà Fed cũng như là một số cái chuyên gia họ dự đoán là họ tăng khoảng 0.5% trong cái quá trình lãi suất sắp tới của tháng 3. Nhưng đến những cái sự kiện ngân hàng phá sản của Mỹ hay là à, những cái sự kiện liên quan khu vực của thị điển thị sĩ Ả Rập thì chúng ta thấy một cái góc độ là gì? Ở giai đoạn này là một trong những giai đoạn vĩ mô thay đổi theo ngày bởi những cái thông tin là tin tức, đặc biệt trong tuần trước với những cái sự kiện như là ngân hàng SVB phá sản hay là Credit, nó có những cái diễn biến rất là phức tạp và tác động trực tiếp không chỉ đối với thị trường chứng khoán Việt Nam mà những cái thị trường lớn như là châu Âu hay là châu Mỹ đều có những cái quá trình bị ảnh hưởng dao động về tâm lý. Nhưng đối với những cái thông tin sau đó, như là một số ngân hàng à, hay là Fed Họ bơm 2.000 tỷ vào hệ thống ngân hàng Để mà hỗ trợ về cái phần thanh khoản Sau cái sự kiện SVB phá sản Và đối với một số cái thị trường khác cũng vậy Và chúng ta thấy cái mức độ mà các chuyên gia Cũng như các giới đầu tư trong khu vực của bên Mỹ à, Họ đánh giá là gì Hiện tại cái mức lãi suất để mà tăng 0.25 Ở à, những cái ngưỡng là 62% Còn cái lãi suất mà họ không tăng tức là trong cuộc họp tháng 3 này họ không tăng lãi suất nữa, dự ở những cái mốc 4.5 đến 4.75 đang ngày càng cao hơn ở những cái phần là 38% và ở giai đoạn hiện tại hầu như không còn ai đánh giá là Fed họ tăng 0.5% lãi suất nữa. Bởi vì sao? Bởi vì những cái sự kiện như là SVB à, hay là ba cái ngân hàng lớn của Mỹ có những cái quá trình phải đóng cửa. Đó là một trong những cái hồi chuông cảnh báo khi mà Fed họ tăng rất là mạnh tay từ tháng 3 2022. Bước đầu tiên tăng 0.25 nhưng sau đó bốn bước liên tục có những cái quá trình tăng 0.5 0.75 và nó tác động trực tiếp với những cái hệ thống ngân hàng và đó là một trong những cái mà chúng ta cần phải ngồi lại và đánh giá khi sự kiện FVB nó phá sản thì nó sẽ tác động như là một cái phát súng đầu tiên và nó sẽ đánh vào cái phần tâm lý của nhà đầu tư và từ đó phép họ cần phải có những cái biện pháp để mà chứng minh lại và trong cuộc họp sắp tới vào khoảng 23 tháng 3 thì chúng ta thấy là trong nguy luôn có cơ tức là đây là một trong những cái chúng ta có thể nhận định rằng fed họ sẽ không thể nào tăng mạnh tay nữa bởi vì nếu như họ tăng mạnh tay thì đồng nghĩa là sẽ có một cái chuỗi domino ở đằng sau và hiện tại cái con số dự đoán ngày càng cao ở những cái mức là fed họ không tăng lãi suất đây chính là cái điểm sáng đầu tiên chúng ta cần phải nhìn nhận trong cái bối cảnh thị trường vĩ mô đang thay đổi theo ngay Kế tiếp, đối với thị trường trong nước thì trong cái phiên ngày thứ năm thứ sáu có những cái thông tin rất là tích cực là ngân hàng nhà nước đang giảm lãi suất điều hành và có khả năng sẽ tiếp tục giảm lãi suất điều hành. Và chúng ta đọc về một một số bài báo của một số cái trang báo uy tín như là tuổi trẻ thì lãi suất ngân hàng hiện tại đang bắt đầu hạ nhiệt. Đấy, đăng vào ngày 17 tháng 3. À, với động thái giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước, nhiều chuyên gia cho rằng đây là một trong những cái tín hiệu rất là tốt để bắt đầu một cái xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng thời kỳ vọng lãi suất khi động và lãi suất cho vay sẽ sớm hạ nhiệt. Và ngay sau khi mà ngân hàng nhà nước công bố về giảm lãi suất điều hành, lãi suất liên ngân hàng đã giảm khá là mạnh. Cụ thể, lãi suất qua đêm từ ở những cái mức 6.17% đã giảm xuống còn 5.13% một năm. Còn kỳ hạn ngắn hạn như là một tuần thì cũng giảm còn 5.53%, kỳ hạn một tháng cũng giảm từ 7.19% còn 6.83% một năm. Còn kỳ hạn 3 tháng là 7.53% một năm. Còn với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất liên ngân hàng chỉ còn ở những cái mốc là 8.36% phần trăm một năm và 8.49% một năm, giảm tương ứng 1.09% và 1.41% so với mốc trước đấy và mục tiêu của hạ lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước sẽ tác động như thế nào. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khi mà hạ lãi suất thì nó cũng có thể xem là một cái lượng tiền mới được bơm và lưu thông và chúng ta thấy từ khoảng đầu 2023 thì ngân hàng nhà nước đang có những cái quá trình thâu gom lại ngoại tệ đặc biệt là đồng USD, đồng DSI, USD thì chúng ta thấy là thị trường ngoại tệ hiện tại đang rất là ổn định và thanh khoản thị trường thông suốt các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp đang được đáp ứng đầy đủ và trước đó nè từ tháng 1 2023 ngân hàng nhà nước đã bắt đầu mua ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng bổ sung dự trữ cho cái kho ngoại hối của nhà nước và đưa lượng tiền lớn VND Việt Nam đồng vào cái lưu thông và chúng ta thấy khi mà phép họ tăng lãi suất ngân hàng nhà nước để mà giữ cái công cụ lãi suất không để cho đồng tiền Việt Nam đồng mình mất giá thì họ cũng phải bán về những cái phần tỷ giá ra và bán những cái đồng DC bán đô la ra để mà hạ về cái 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 mức cân bằng trở lại ổn định và khi mà họ có những cái quá trình dự trữ ngoại hối thêm nhớ không làm từ hơn 116 tỷ USD và trong những cái quá trình mà để mà chống về lạm phát họ phải bán hơn 20 30 tỷ chứ còn những cái móc hơn 80 tỷ và hiện tại họ đang bắt đầu thâu gom lại và chúng ta thấy khi mà ngân hàng nhà nước họ có những cái phát súng để mà hạ lãi suất điều hành đó là một trong những cái điểm sáng thứ hai mà chúng ta đánh giá thị trường này nó sẽ có khả năng tạo đáy trong năm 2023 và bên cạnh những cái quá trình là ngân hàng nhà nước đã triển khai những cái gói để mà đồng bộ về ổn định mặt bằng lãi suất ngân hàng và phấn đấu giảm lãi suất cho vay luôn nhằm tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp và người dân cụ thể là ngân hàng nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định hợp lý phù hợp với khả năng đối vốn, cân đối vốn và khả năng mở rộng tín dụng là mạnh và năng lực quản trị rủi ro không làm ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tiền tệ và mặt bằng lãi suất. Và hiện tại chúng ta thấy là chủ trương vẫn đang có những quá trình hỗ trợ doanh nghiệp, cân bằng lãi suất và đặc biệt trong những ngành bất động sản. Và đây là một trong những cái biểu lãi suất hiện tại của hệ thống ngân hàng à uh, Em gửi anh chị tham khảo vào cập nhật khoảng ngày 18 tháng 3. Thì một số ngân hàng như là ABB, ABBank thì lãi suất cao nhất 1 năm 8.6% à, 6 tháng. Đấy, à, còn 12 tháng là 9.1%, 13 tháng là 9.1% hay là SCB này, Đấy, có những cái quá trình cân bằng. Và một số uh, ngân hàng khác như là VBank 8.4% 1 năm, 8.8% 1 năm, 7.3%, 7.3%. Rồi, và đây là một trong những cái chúng ta cần phải đánh giá lại. Hiện tại lãi suất của hệ thống ngân hàng đang có những quá trình hạ nhiệt và đây là một trong những cái điểm sáng mà chúng ta cần phải đánh giá thị trường nó vẫn có cơ hội trong những cái quá trình rủi ro từ thị trường chứng khoán của thế giới. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về cái mối tương quan của thị trường và index và cái mối tương quan của lãi suất điều hành. Và đây là cái biểu đồ. Thì chúng ta thấy là khi mà lãi suất điều hành đấy lãi suất điều hành chiết khấu hay là tái cấp vốn đều tăng rất mạnh thì đó là cái quá trình suy thoái của thị trường chứng khoán Việt Nam lẫn thị trường chứng khoán trên khu vực của thế giới và khi cái lãi suất này bắt đầu hạ nhiệt dần đi thì thị trường chứng khoán Việt Nam và Nindex đang có quá trình tạo đáy cân bằng và bắt đầu đi lên đó khi mà lãi suất ở những cái mức ổn định này, thì thị trường chứng khoán tạo đáy lên vào khoảng 2017 à, 2016 này đấy và đối với năm 2020 khi mà những cái sự kiện liên quan đến Covid thì đột nhiên là tác động trực tiếp luôn không chỉ đối với những cái thị trường lớn như là Dow Jones mà ngay cả thị trường Việt Nam cũng có những cái pha rũ rất là sâu và từ đó để mà hỗ trợ doanh nghiệp thì nhà nước cũng như là Fed họ phải bơm tiền ra khỏi thị trường bơm tiền ra ngoài thị trường và cái lãi suất hiện tại cũng năm 2020 này chúng ta thấy là lãi suất đang rất là giảm và từ đó thị trường chứng khoán tạo đáy đi lên tới năm 2020 21 cuối năm đầu năm 2022 thì thị trường của chúng ta đạt đỉnh và đến giai đoạn hiện tại khi những cái thông tin về ngân hàng nhà nước bắt đầu có những cái quá trình hạ và lãi suất điều hành đây là giai đoạn hiện tại thì có khả năng năm 2023 sẽ là cái năm đấy của chu kỳ kế tiếp nên trong cái tiêu đề ngày hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích với thị trường là gì có thể ngắn hạn thị trường sẽ xuất hiện những cái pha điều chỉnh rung lắc nhà tư nhưng về trung và dài hạn đây là một trong những cái cơn sóng đây là một trong những cái chân sóng để mà chúng ta có thể bắt đầu tham gia và đối với em là một trong những nhà đầu tư cũng như là một trong những người bám sát với thị trường nên cho dù thị trường có tăng hay là có giảm em vẫn bám trụ với thị trường và quan điểm ở thời điểm hiện tại là em đang em và chị sẽ cùng nhau là gì mình phân tích với thị trường và mình luôn đi tìm kiếm những cái cơ hội chứ không phải là mình suốt ngày mình cứ chim lợn hô hào thị trường sập bởi vì thị trường sập chúng ta không kiếm được tiền nhưng khi thị trường có những quá trình điều chỉnh nếu như chúng ta nhìn nhận nó là cơ hội thì nó sẽ là cơ hội bởi vì không có những cái pha điều chỉnh thì làm sao có những cái pha ép chết nhau tư rũ bỏ ra khỏi thị trường thì thị trường của chúng ta mới tăng mạnh được và đây là một trong những cái chúng ta cần phải đánh giá cái điểm sáng thứ ba là lãi suất điều hành của nhà nước đang có những cái quá trình hạ nhiệt thì đây là có khả năng tạo đáy trong năm 2023 và bắt đầu cho chu kỳ 2024-2025 đây là một cái tín hiệu rất là tốt và đối với những cái thông tin về số liệu dịch của khối ngoại tự doanh tổ chức thì trong video hôm nay em và anh chị chúng ta thấy trên giai đoạn này là một trong những cái giai đoạn mà uh, các tổ chức họ đang gom rất là nhiều, tích cực giải ngân với thị trường chứng khoán Việt Nam luôn. Đây là cái giai đoạn uh, khoảng đầu tháng 3 khối ngoại chúng ta thấy là gì? Họ mua rất là mạnh. Đây, giai đoạn tháng 3 đến thời điểm hiện tại họ đổ cũng phải hơn 1 2 000 tỷ về thị trường. Và đặc biệt trong cái phiên ngày thứ sáu khi mà hai quỹ cơ cấu á, cái giá trị của họ mua rất là lớn và thị trường chứng khoán được khó ngoài giải ngân khoảng 624 tỷ trong phiên ngày thứ sáu tuần vừa rồi. Họ mua STB, VND, SSI với một con số là một trăm mấy chục tỷ một mã cổ phiếu trong một phiên. Đấy, thì đó là một trong những cái điểm sáng thứ tư mà chúng ta cần phải đánh giá này là gì? Thị trường đang rất là rẻ và chúng ta hãy tập trung với thị trường, đừng hô hào thị trường sập bởi vì anh chị chính là những cái nhà đầu tư có khả năng mình đang bán những cái lượng cổ phiếu của mình cho khối ngoại họ mua. Đó, nó một cái khác là gì? Ta bán cho tay. Còn bên số liệu của tự doanh trong nước thì sao? Thì đến giai đoạn khoảng uh, giữa tháng 3 là kể từ ngày 13. Đấy, thì hiện tại họ vẫn đang gom đến giai đoạn ngày thứ sáu tuần vừa rồi. Thì chúng ta thấy một cái quá trình là ngay cả các tổ chức lớn họ biết trước những cái sự kiện ngân hàng phá sản đương nhiên là họ sẽ là một trong những cái người nắm đầu những cái thông tin họ sẽ cập nhật liên tục có những cái chuyên gia đánh giá nhưng tại sao giai đoạn này hiện tại họ vẫn mua vậy anh chị có phải đây là một trong những cái món quà của họ hay không ví dụ 2019 thị trường của chúng ta nếu như không bị tác động bởi những cái sự kiện thiên cái đen như là dịch covid thì làm sao có những cái vùng giá họ phát giá 7 vnd giá 6 hay là VCI giá 10. Nó không bao giờ xảy ra trong thị trường chứng khoán bởi vì phải có suy thoái thì nó mới có cơ hội. Nên đây là một cái video sẽ mang về tính chất hỗ trợ anh chị về những cái góc nhìn. Và trên thị trường này là một trong cái thị trường đa quan điểm đa chiều. Em rất là tôn trọng những cái quyết định, những cái quan điểm của chị. Nhưng đối với những cái xu hướng thị trường như thế này, không phải là những cái lúc chúng ta bi quan tiêu cực và nhìn nhận thị trường nó là một cái thị trường rủi ro mà chúng ta cần phải nhìn thấy nó cơ hội thì anh chị sẽ luôn có những cái hiệu suất đầu tư sẽ rất là tốt và đây là cái cái thống kê của khói ngoại trong cái phiên ngày thứ sáu tuần vừa rồi họ giải ngân à, vnf etf và fubon etf Đấy, thì chúng ta thấy là trong những cái quá trình nhà đầu tư cá nhân bán ra thì họ mua rất nhiều cái số lượng mua rất là lớn và chiếm ưu thế rất là cao và chúng ta thấy trong cái phiên ngày thứ sáu ITC có những cái quá trình như là họ phát bị đập sàn nè vick bị đập sàn nè hay là vci kéo trần nè hag kéo trần nhưng mà khi kết phiên thì nó trả lại bình thường và có rất nhiều anh chị mình hỏi em là em ơi trong tuần sau liệu thị trường của chúng ta có những cái pha điều chỉnh nữa hay không thì đánh giá là thị trường đang cân bằng đi ngay và nó sẽ có những cái pha rung lắc điều chỉnh trong phiên nhưng cái quan trọng chúng ta cần phải nhìn nhận trung hạn một tí là hiện tại nhà tư không ngoại đang đổ tiền vào thị trường của chúng ta rất là nhiều và chúng ta cần phải đánh giá với thị trường này nó luôn là cơ hội và có những cái quá trình là thị trường trả điểm thì em nghĩ là nó sẽ không tác động lớn đâu sẽ trả điểm một vài phần trăm thậm chí nó không trả điểm cái câu chuyện nó không lớn nhưng cái câu chuyện chúng ta cần phải nhìn nhận là xu hướng thị trường đang cân bằng đó là một trong những cái chúng ta cần đánh giá và là cái điểm sáng thứ tư và đây là cái biến động dòng tiền À, mua vào của quỹ Fubon FTSE à, theo à, ngày phiên ngày thứ thứ sáu tuần trước thì họ mua khoảng 3 phiên giá, với giá trị khoảng 185 này, 130 này, 108 này là sơ sơ cũng khoảng hơn 300 350 tỷ rồi. Và hiện tại cái quỹ Fubon quy mô của họ khoảng 4 000 tỷ sẽ đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam và họ không mua một phiên, họ sẽ rải từng phiên vài trăm tỷ, vài trăm tỷ đến khi nào họ hết tiền. Thậm chí là à, nhiều khi họ họ tránh những cái lúc nhà tư cá nhân hoảng loạn họ sẽ mua rất mạnh một phiên một mình tỷ là bình thường nên đó là một trong những cái chúng ta đánh giá với thị trường này là một trong những cái thị trường đang cân bằng và chắc chắn là nó sẽ bị ảnh hưởng về thị trường chứng khoán thế giới về mặt tâm lý nhưng về mặt xu hướng trung dài hạn em đánh giá thị trường này nó sẽ tìm kiếm cho anh chị rất nhiều những cái cơ hội nếu như anh chị vẫn bám trụ với thị trường nhé yeah. rồi và các thị trường chứng khoán các thị trường quan trọng khác ngoài thị trường chứng khoán là cái thị trường chỉ số đồng đô la mỹ đây là cái biểu đồ tuần của DSI thì cái xu hướng khi mà DSI này tăng anh chị hãy nhớ về năm 2020 2021 khi mà Fed họ bơm tiền lãi suất à, rất là thấp hầu như là bằng không và cái lượng tiền lớn được đẩy ra khỏi thị trường và khi cái lượng tiền lớn đẩy ra khỏi thị trường thì đồng nghĩa là à, làm lạm phát rất là cao và họ phải có những cái quá trình là hút lại dòng tiền đặc biệt là khoảng 2022 và khoảng tháng 3 là họ họ bắt đầu họ hút rồng về và DSI này ngày càng tăng do cái quy luật cung cầu Đó. và khi cái DSI này ngày càng, càng, ngày càng tăng á, thì cái thị trường chứng khoán hay là Dow Jones S&P 500, Nasdaq hay là những cái thị trường Vinh Index, Hang Seng đều có những quá trình điều chỉnh cả. Nhưng đối với cái xu hướng khi mà cái chỉ số DSI này nó đạt đỉnh 112, 114 ở đây nè, 14 á và đang ở những cái mốc 103.8 thì đây là cái biểu đồ tuần thì cái xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng giảm có khả năng là gì nó lình xình đi ngang nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là một trong những cái xu hướng giảm và khi cái chỉ số DSI này giảm thì có khả năng là gì anh chị cái đáy của trung hạn 2023 đang xuất hiện ở quanh đây và đây là cái đồng hồ kinh tế toàn cầu. Có lẽ chúng ta thấy về cái câu chuyện mà bất động sản bị thổi giá năm 2020, 2021, đặc biệt là khu vực thủ tiêm rất là lớn. Nhưng đối với cái giai đoạn hiện tại với những cái thông tin về doanh nghiệp bất động sản phá sản hay là sa thải nhân công hay là bán phải phải bán những cái siêu xe để mà trả về những cái phần trái phiếu, đó là một trong những cái khủng hoảng. Nhưng chúng ta đang ở giai đoạn nào anh chị? Đang ở những cái giai đoạn bất động sản giảm giá, đây giai đoạn đóng băng. Giai đoạn số 6 giai đoạn đóng băng. Anh chị thấy là chỉ có một vài bất động sản mà nhỏ thực tế ví dụ như là trong Sài Gòn thì có những khu vực như là quận nhất thì cái giá của nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều về uh, những cái khu đô thị uh, quận 10 nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều nhưng đối với những cái khu vùng ven Bình Dương Đồng Nai mà nó đã bị có những quá trình thổi giá thì nó không phải là những cái điểm đến của dòng tiền và nó sẽ có những cái pha điều chỉnh đó là thị trường bất động sản thực tế còn đối với thị trường chứng khoán về những cái mã cổ phiếu bất động sản thì sao nó cũng sẽ đi theo với những cái giá trị thực tế đó là lý do tại sao cái con DGC Đức san Nam Long đều có những quá trình giảm từ đầu năm 2022 đến giai đoạn hiện tại. Và khi em chia sẻ với anh chị như thế này, không phải là chúng ta bắt lấy, mà kém chia sẻ với anh chị đây là một trong những giai đoạn chúng ta cần phải chuẩn bị với thị trường và đừng rời bỏ thị trường. Cho dù thị trường chứng khoán thế giới có những thông tin về uh, gây ảnh hưởng tâm lý, nhưng chúng ta cần phải giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể có một kiểu xuất tốt nhất. Và trong giai đoạn trước đấy, khi anh chị đọc tin tức để anh chị có kiến thức, nhưng ở giai đoạn 2023 với thị trường chứng khoán anh chị phải có kiến thức thì mới đọc được tin tức bởi vì những cái truyền thông họ sẽ có một cái cách nào đó lách luận và dắt mũi dư luận rất là kinh khủng và đó là một trong những cái muốn chia sẻ với anh chị và chúng ta đang ở những cái đoạn số 6 bất động sản giảm giá và lãi suất đang giảm đây số 7 này thì lãi suất ngân hàng nhà nước hiện tại lãi suất điều hành đang giảm và trước mắt là lãi suất huy động đang giảm tức là cái số tiền người dân gửi vào ngân hàng thay vì 12% phần một năm bây giờ còn 10% một năm, tức là cái thị trường này không còn hấp dẫn. Và khi thị trường không còn hấp dẫn thì dòng tiền sẽ rút ra và chảy vào kinh doanh, chảy vào doanh nghiệp. Và khi lãi suất khi động giảm thì buộc lãi suất cho vay cũng phải hạ nhiệt thôi. Không thể nào mà lãi suất khi động giảm mà lãi suất cho vay nó lại tăng. Nó là một trong những cái nghịch lý. Và lãi suất cho vay giảm đồng nghĩa là gì? Doanh nghiệp họ sẽ tiếp cận được những cái nguồn vốn, đặc biệt những cái thằng bất động sản sẽ là những cái thằng hưởng lợi. Bởi vì sao? Nó đang rất là thiếu vốn và cái lãi suất hiện tại rất là cao nên nó không vay được. Nhưng đối với những chính sách vừa rồi khi mà ngân hàng nhà nước chủ trương đang hạ lãi suất và hỗ trợ, đó là một trong những cái điểm sáng thứ năm mà chúng ta đánh giá với thị trường và chúng ta đang ở những cái đoạn suy thoái và bước qua suy thoái hồi phục từ đấy nên khi anh chị đầu tư cho dù thị trường của chúng ta sẽ có rất là nhiều quan điểm là thị trường sập nhưng đối với em thị trường này nó luôn là cơ hội quan trọng là anh chị có dám tham gia và có chuẩn bị kỹ cho cái chu kỳ mới hay không rồi và nếu như anh chị thấy hay thì hãy ủng hộ em bằng một cái nút đăng ký kênh cũng như là like video để mà tránh bỏ lỡ những cái thông tin quan trọng tại kênh youtube quy stock ngoài ra anh chị có thể quét mã qr code bên góc phải màn hình để có thể tham gia vào room cộng đồng hoàn toàn miễn phí ngoài ra anh chị có thể bấm vào phần mô tả bên dưới sẽ có một cái đường link tham gia nhóm và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về thị trường chung một tí đối với biểu đồ của thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy một cái bối cảnh là thị trường đang đi ngang với một cái biên độ rất là khó chịu. Hầu như anh chị cầm hàng hay là anh chị cầm tiền đều rất là nóng lòng. Và bản chất với thị trường này là thị trường tích lũy. Mà bản chất thị trường tích lũy nó có một cái nhiệm vụ là gì anh chị? Rủ bỏ nhà đầu tư chán nản ra khỏi thị trường. Đó là một trong những cái ý đồ mà tạo lập họ muốn dựng nên. Và chúng ta thấy với một cái góc độ thị trường giảm khối lượng bé như thế này thì em không đánh giá không đánh giá cao cái vấn đề tổ chức họ phân phối. Bởi vì sao? Bởi vì tổ chức họ phân phối với những cái cây khối lượng cao thể hiện ở dấu chân đây chính là những cái dấu chân của họ thì họ bán ra những cái lượng cao còn đối với giai đoạn này không phải là giai đoạn mà tổ chức họ phân phối điển hình như là cái số liệu vừa cung cấp với anh chị trong cái khúc phần đầu video khó ngờ và tự danh họ đổ tiền vào mua rất là nhiều vậy giai đoạn này là giai đoạn tâm lý bởi vì những sự kiện trên khu vực thế giới nên chắc chắn là anh chị cầm tiền hay cầm cổ phiếu chị đều rất là lo lắng cầm tiền thì mình sợ không không có cổ phiếu mình sẽ bị bỏ lỡ nhưng khi cầm cổ phiếu thì anh chị lại sợ thị trường sạch. đó là một trong những cái rất là hay mà tạo lập họ đang muốn anh chị uh, bị ảnh hưởng và chúng ta nhìn vào một cái góc độ thị trường nó vẫn đang bám những cái đường trung bình 15 25 25 phiên vẫn đang bám đường trung bình và chưa có những cái quá trình là thủng cái vùng này khối lượng bé mà bám trung bình và bản chất trong cái phiên ngày vừa rồi thứ sáu là cơ cấu quỹ nên dòng tiền không vào mạnh thay vì những khối lượng 487 triệu khối lượng rất là bé thì chúng ta đánh giá thị trường giảm khối lượng bé tích cực hay tiêu cực anh chị sẽ có cho mình một cái câu trả lời. Nhưng đối với em đối với giai đoạn này, thị trường đang tích lũy thì nó không phải là cái câu chuyện quá lớn đó mà chúng ta hô hào thị trường sập mà liệu chúng ta có nhìn nhận ra được hay không. Xu hướng ngắn hạn của nó là gì? Vẫn là xu hướng nâng đáy. Anh chị nhìn vào cái biểu đồ tuần hiện tại vẫn là xu hướng nâng đáy trong cái pha tích lũy giống như năm 2020 có những cái quá trình thị trường của chúng ta tưởng chừng như là gãy rất là sâu nhưng nó vẫn có những cái pha nâng đáy và phục hồi. Đây là những cái pha nâng đáy này. Có những cái pha gì? rủ thấu trời test lại những cái đường trung bình đã test lại những cái kênh giá tăng và sau đó lại tiếp tục bật và thị trường hiện tại vẫn tương tự bởi vì bản chất thị trường xe quay nó xe quay nó rũ bỏ thì nó mới tạo ra cơ hội nếu như không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân đó là một trong những cái chúng ta đánh giá với thị trường là cái điểm sáng thứ sáu với thị trường trong giai đoạn này nó sẽ gây một cái tình trạng là mua cũng lỗ, hàng hàng đầu tiên mua về lại nhưng hàng về thì lộ cái phiên đầu tiên anh chị mua có thể là hai ba phần trăm nhưng hàng về là hòa vốn thậm chí là anh chị lỗ nhưng cái biên anh chị lỗ nó không nặng chúng ta xem về quá trình sell đi những cái quá trình mà nó giảm sâu á chính là cái đàn khoảng tháng 6, tháng 7 này. nó giảm sâu anh chị mua anh chị mới kịp hàng còn những cái đàn này anh chị mua những cái thằng như năm kim hầu như anh chị lỗ không nặng bản chất anh chị sẽ lỗ không nặng vài phần trăm năm bảy phần trăm là cùng đó là một trong những cái chúng ta đánh giá cái điểm sáng thứ bảy thị trường giảm khối lượng giảm mà những cái cổ phiếu giảm cái biên của nó không lớn có nghĩa là gì hầu như là không có những cái quá trình hoảng loạn từ những nhà tư tổ chức và họ đang thâu gom đỡ giá những cái phần bên dưới quay trở lại với thị trường một tí em sẽ đi phân tích thị trường dành thời gian nhiều để anh chị có thể mình cảm nhận được với thị trường này thị trường của chúng ta có một cái mươi 1078 mà gap sinh ra là để lắp trước mắt thì nó sẽ lắp về những cái phần gap. quan điểm của em ở thời điểm này nó sẽ chỉnh lên chỉnh lên chỉnh lên còn trong trường hợp xấu nhất thị trường thế giới trong tuần sau có những cái quá trình uh, bị bán mạnh đi thì nó sẽ ảnh hưởng với mặt tâm lý thì thị trường của chúng ta khi nào nó rủi ro em khi có một cái phiên mở biên rơi trên 20 điểm khối lượng 600 triệu, 700 triệu. Các cổ phiếu lớn gãy những cái vùng trên xu hướng. Đó chính là cái điểm mà chúng ta đánh giá nó sẽ bị điều chỉnh ngắn hạn và về những cái vùng bên dưới. Nhưng cái xác suất đó sẽ ra cao hay không em? Em đánh giá cái xác suất đó nó không sẽ ra cao. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, những cái thị trường chứng khoán trên phương thế giới nó đang có những quá trình test lại những cái trên tăng. Thứ hai là thị trường chúng ta bị bán với khối lượng thấp. Và khi đầu tư không phải là chúng ta chủ quan mà chúng ta hãy hướng đến những cái điều mà nó tích cực. Tích cực ở đây là gì? cho dù thị trường tăng hay là thị trường giảm anh chị vẫn sẽ có tiền à, và chúng ta đánh giá với thị trường này là một trong cái thị trường à, rất là khó chịu và chán nản và đối với những phiên như này thì anh chị nào mà đang cầm hàng anh chị có thể là mình quan sát về những cái trend xuống anh chị có thể tiếp tục cầm có anh chị đang cầm tiền thì giờ đoạn này anh chị hãy đi tìm những cái cơ hội đi tìm những cái cơ hội là chưa bởi vì không có những cái quá trình rũ bỏ thì làm sao có những cái pha bán đây là những cái pha rũ bỏ này và sau đó thị trường lại phục hồi đây cũng là những cái pha rũ bỏ và thị trường nó lại phục hồi và những cái lúc mà thị trường rũ bỏ thường khối lượng ngày càng kiệt dần Đấy, khối lượng kiệt dần không còn ai bán ra thì nó mới dễ hồi giai đoạn này cũng vậy anh chỉ thấy khối lượng có phải là ngày càng kiệt dần không thì khối lượng kiệt như này thì mới đánh giá nó tích cực giống như giai đoạn khoảng tháng 7 2021 cái đoạn đấy em đánh uh, sống uh, chứng khoán thép anh chị thấy là những cái phiên giảm rất là kinh khủng khối lượng của nó cũng giảm dần và sau đó nó phục hồi giai đoạn này cũng giảm khối lượng giảm này và sau đó lại phục hồi. Và ngay cả những giai đoạn giảm rất là sâu khoảng đầu tháng 7, 2021 với những cái thông tin về kết quả báo cáo quý 2 của doanh nghiệp và đạt đỉnh chốt lại của những cái tư tổ chức. Nó giảm rất là kinh khủng luôn chị. Đấy, nhưng mà ngày càng giảm khối lượng giảm và sau đó giá tăng khối lượng tăng. Thị trường lại chinh phục những cái vùng đỉnh. Và nếu như không có những pha rũ thì làm sao thị trường của chúng ta uh, ép bán nhà tư được. Đấy, những cái pha rủ bỏ và thị trường lại chinh phục về những cái vùng bên trên. Và bản chất thị trường này là thị trường tích lũy. Bởi vì sao? bởi vì những cái thông tin về trên thế giới nó vẫn chưa ủng hộ để có một cái quá trình đánh ngay nhưng đối với cái thị trường tích lũy tích lũy càng lâu nó giống như một cái lò xo nén càng lâu thì sẽ bung càng chặt và dần này chính là những cái đoạn chúng ta đi tìm những cái cơ hội em không đánh giá cao với những nhà đầu tư mà mình cứ bi quan với thị trường bởi vì nếu như anh chị bi quan thị trường nó có tăng bất ngờ thì cũng không dám tham gia đó là một trong những cái chúng ta cần phải nhìn nhận lại với thị trường tuy nhiên với thị trường là thị trường đa quan điểm thì tùy góc độ từ quan điểm của anh chị thì chúng ta sẽ có những cái câu trả lời khác nhau còn đối với những anh chị nào mình có cái tư duy có quan điểm muốn kiếm tiền trên thị trường thì đây là kênh YouTube dành cho anh chị. Và đó là cái nhận định của em với thị trường này. Hiện tại xu hướng nó vẫn là xu hướng test đẩy đi lên và chưa có những quá trình bán tháo từ tổ chức với khối lượng bán ngày càng giảm dần đi. Với khối lượng bán như thế này thì chúng ta đánh một đánh giá một góc độ là thị trường chung đang bị ảnh hưởng bởi tâm lý của những nhà đầu tư đang nhìn vào những cái thị trường chứng khoán thế giới. Và chúng ta hãy nhìn vào danh mục cổ phiếu. Ví dụ những cái cổ phiếu trong những ngành thép khi nó giảm khối lượng giảm như thế này. Tốt hay xấu anh chị? Giảm khối lượng giảm đương nhiên nó sẽ là tích cực bởi vì sao? Đây những cái phiên giảm cực đại. Giảm xong khối lượng bé. Và phục hồi. Giảm cực đại. Khối lượng bé. Và phục hồi. Giới đoạn này cũng vậy. Giảm cực đại. Khối lượng bé. Cũng sẽ phục hồi. Hoa à, sen cũng vậy. Chúng ta thấy với một cái góc độ khó ngoài họ đổ vài trăm tỷ mua với cổ phiếu hoa sen trong những phiên giao dịch gần đây. Thì các bạn chất khó ngoài họ đang đầu tư là gì? Họ mua về doanh nghiệp họ mua với những cái phiên hoảng loạn của những nhà đầu tư cá nhân và những cái pha rủ khối lượng bé như thế này chính là những cái điểm đến của dòng tiền và những cái thằng này nếu như á, mà tích lũy càng lâu thêm là càng tốt có thể trong pha tích lũy nó rủ bỏ liên tục nhưng đó là một trong những cái chúng ta đánh giá khi rủ bỏ xong nó sẽ là chân sống khi rủ bỏ xong sẽ là những cái cơ hội để anh chị đầu tư ví dụ hòa phát này à, đối với doanh nghiệp này không phải họ mua từ giai đoạn dưới đây anh chị họ mua tỷ đoạn khoảng tháng 11 khi mà thị trường rơi họ phát có những cái vùng giá 10, 11. họ đổ tiền rất mạnh đặc biệt là khối ngoại và giai đoạn này chính là giai đoạn giá vốn của họ thì trong cái phiên vừa rồi cơ cấu quỳ họ bán ra Họ mua giá 10, 11, họ bán 20 có lãi không anh chị? Lãi 70, 80% Vậy Iran này họ có cần phải phải bán tống bán tháo không? Không, mà có thể họ cơ cấu một phần thôi Họ mua hoa sen, họ đảo họ phát qua hoa, hoa sen Và đó là một trong những cái chúng ta đánh giá Những cái thằng này vẫn đang tích lũy Và dòng tiền tổ chức vẫn còn đang kẹp với cổ phiếu Từ hẹn giai đoạn tháng 1, 2022 Thì đây chính là những cái pha gom hàng tiếp tục của tổ chức Giống như là 2020 Thị trường của chúng ta có những cái pha phục hồi Và sau đó tích lũy nè phục hồi. Đầu tiên là thị trường rơi bởi sự kiện thiên nga đen và nó lại phục hồi. Khi phục hồi lên nó lại tích lũy và nó không rơi về bên dưới nữa. Chúng ta đánh giá một cái góc độ gì? Nó kéo lên mà nó không đục về bên dưới. Nó không đục về dưới đây. Có những cái đoạn thị trường của chúng ta 2013 nó đục về bên dưới chị. Này, 2016 đi. Nó đục về bên dưới. Nó không tích lũy ở những cái vùng bên trên. Này, nó không nó không tích lũy trên đây mà nó đục về bên dưới. Thì chứng tỏ thị trường nó rất là yếu. Còn đối với cái thị trường mà tích lũy bên trên mà không đục bên dưới này. Tích lũy bên trên này kéo lên và tích lũy bên trên, không gãy đáy nha, kéo lên, tích lũy lại, lại tích lũy bên trên, bên trên, vậy nền hiện tại cũng vậy, đấy, nó kéo lên lại tích lũy bên trên, đây chính là những cái chúng ta đánh giá thị trường vẫn là những cái cái mẫu hình chuẩn bị cho những cái cơn đại sóng 2023 cuối năm 2024, rồi quay trở lại một tí, với những cái cổ phiếu họ phát chúng ta thấy khối lượng của nó hiện tại cái phiên quỹ cơ cấu nhưng mà bản chất anh chị nhìn rộng ra khối lượng rất là bé thì mình giá với cổ phiếu này nó chỉ cần hấp thụ những cái lượng cung có chăng những cái pha rủ dưới đây này nó rủ về đây nó kéo lên thì nó sẽ chạy luôn rủ về đây kéo lên sẽ chạy luôn gọi là cái điểm spring và đó là góc nhìn game với những cổ phiếu trong những ngành thép vậy những cái thằng chứng khoán thì sao trong phiên ngày thứ năm thứ sáu thứ tư thứ tư cái phiên nó nổ rất là kinh đây vci đầu đàn nó nổ xong thì hiện tại đang gặp áp lực chút là là bình thường và đây chính là những cái vùng hỗ trợ của nó và đóng vai trò là một cái vùng nền, đây một cái vùng nền rất là cứng của cổ phiếu và đối với những cái mẫu hình của cổ phiếu chứng khoán nó sẽ rất là nhạy với thị trường chung, nó rất là nhạy với những cái thông tin và chúng ta đánh giá như thế này, đây là cái vùng cổ phiếu đang hấp thụ ở những cái vùng đỉnh, thì nó sẽ có hai kịch bản anh chị chú ý giúp em nhé, kịch bản đầu tiên nó kéo lên trên này và nó có một cái pha rũ về test lại cái phần nền và sau đó nó chạy luôn, kịch bản số 2. với thị trường chứng khoán thế giới không hộ, thì các tổ chức họ sẽ lợi dụng những cái tâm lý nhau từ cá nhân để làm gì, đục về bên dưới rồi nó mới kéo lên. Cho dù kịch bản 1 hay kịch bản 2 xảy ra, nó vẫn sẽ có những cái quá trình tăng. Nhưng trước khi tăng nó sẽ có những cái file ép chết. Vậy cái việc chúng ta cần làm là gì? Hãy sống, giữ tiền đến giai đoạn khi mà nó tăng. Vin đi cũng vậy. Một là nó kéo lên trên. Nó rủ về. Và nó đánh lên. Hai là sao? Hai là đục về bên dưới đây. Thì nó mới kéo. Cái trường hợp đầu tiên á, anh chị xem về năm 2020. Khi mà nó đánh nha. Vin đi nè. Đây là cái quá trình tích lũy của nó nha anh chị. Đây, mẫu hình cổ phiếu tích lũy khoảng 6 tháng. Nó kéo lên. Sau đó thị trường chung rủ, nó rủ với một phát. Và sau đó lấy lại kéo lên luôn. Đây, đây là trường hợp một nha. Ngoài ra còn những cái con nào không em? Còn easy World. Em sẽ lấy anh chị rất rất nhiều những cái điển hình để chúng ta đánh giá với thị trường này. Này, kéo lên nè. Mẫu hình tích lũy nè. Rồi, rủ một phát VN nè. Tăng tiếp nè. Hay là con gì anh chị? Đạm Cà Mau. kéo lên nè rủ nè à, cái này cái con đạm này giai đoạn này là rủ số 2 nha anh chị anh chị chú ý nha đây là gì nó tạo nền mà nó nó thủng luôn cái cái vùng hỗ trợ bên đây nó ép bán tới tầng đây thì nó mới kéo đây là cái trường hợp rủ số 2 thì chúng ta thấy với một cái góc độ rủ một hay rủ hai thì nó vẫn luôn là cơ hội à, hay là cái đoạn đi siêu cũng vậy nó rất rất là nhiều những cái quá trình rủ nha anh chị đây cái quá trình này. kéo lên nè, rủ số 2 nè, rủ thủng mọi nền luôn nha rủ số 2 sẽ là cái cơn rủ rủ mọi nền đó là sẽ có quá trình là ép chết toàn bộ nhà đầu tư ra khỏi thị trường ra khỏi cổ phiếu thì nó mới tăng đấy hay là giai đoạn con TCM này chúng ta thấy với một góc độ khi thị trường điều chỉnh nó vẫn sẽ có những cái cơ hội quan trọng chúng ta có nhìn nhận ra được hay không đấy những cái quá trình này tạo nền này, rủ một này lên nè. rồi rủ vào những cái vùng nền này, thì nó mới kéo thì trước khi bắt đầu những cái con sóng á, luôn luôn có những cái pha rủ DG cũng vậy nha anh chị. 2021 này, chúng ta thấy góc độ đánh nha. Kéo lên nè. Đây là cái trường hợp rũ hai nè, Rũ thủng nền thì nó mới kéo lên. Đó. EDG thì sao? Đây em nhớ giai đoạn đây em đánh EDG. Nó cũng có những cái pha rũ thủng nền nha anh chị. Kéo lên nè. Đập thủng nền nè. Kéo nè và đó là hai cái trường hợp em muốn đánh giá với thị trường này cho dù nó tăng hay nó giảm chúng ta phải đều bám trụ với nó đừng hô hào thị trường sập bởi vì thị trường sập chúng ta mua cổ phiếu chúng ta không có lợi nhuận à, SHS mày những con này yếu ha yếu yếu visa thì em không đầu tư nhìn chung có hai anh chị vẫn có thể mình cầm vin thì em chia sẻ rồi SHI với khối lượng như thế này thì em nghĩ nó cần hấp thụ những cái lượng cung trên này hấp thụ xong thì nó sẽ có những cái pha kéo tiếp quan trọng thị trường chứng khoán trên khu vực thế giới tác động mặt tâm lý như thế nào thì em nghĩ là trong tuần sau thị trường sẽ hấp thụ đi ngang không có những cái biến động nào mới còn nếu như có những cái thay đổi thì em sẽ cập nhật với anh chị tại kênh youtube sau ha nên anh chị hãy ủng hộ em một cái nút like cũng như đăng ký kênh quay trở lại với những cái thằng ngân hàng với những cái sự kiện svb hay là signature bank silver bank có những cái phiên gọi là à, ảnh hưởng về tâm lý trên khu vực thế giới mà tại sao ngân hàng của việt nam nó không ảnh hưởng bởi vì bản chất hai cấu trúc hai cái nguồn à, khi mà cơ cấu hoạt động nó khác nhau nên sẽ không ảnh hưởng về cái mặt là độ hiệu ứng domino à, CTG cũng vậy nó không bị giảm mạnh đâu anh chị nên chúng ta đừng đầu tư theo tin tức mà chúng ta phải hiểu tin tức mọi băng cũng vậy nè. Hay là tiên phong băng trong phiên ngày vừa rồi bật tăng cũng rất là tốt. Đấy. À, cái con tiên phong băng này nó đang kéo lên nha Thì nó sẽ rơi kịch bản gì anh chị? Rủ về nè. Đấy nó sẽ rủ về nè. Rồi nó mới đặt. Giống như là VVB Nổ lên nè. Này. Rủ nè. Này. Đánh tiếp nè. techcombank thì sao? À, a yếu đi nghe. Bởi vì những cái thằng như là Mở bị băng, techcombank, ACB thường nó sẽ dính về những cái vấn đề là tín dụng và trái phiếu nghiệp tương đối nên nó sẽ không chạy mạnh được Liên việc box thì trend của nó vẫn ok vẫn đang tích lũy lên trend vẫn được à, chứng khoán à, ngân hàng thép à, đầu tư công đi khác chúng ta thấy là cái góc độ năm 2020 2021 là thủ tướng chính phủ đẩy mạnh những cái quá trình về đầu tư công nhưng bản chất 2029 là cái năm gì thay đổi và năm 2023 sẽ là cái năm tiếp tục thay đổi và nếu như mà anh chị để ý thì cái chính sách của mình rất là giống với một vài cái điểm của chính sách bên Trung Quốc khi mà họ kích À, kích cầu họ đẩy mạnh về xây dựng kết cấu hạ tầng rất là nhiều những cái cầu rồi những cái sân bay những cái đường những cái đều rất rất là nhiều và hiện tại mình đang học theo họ và với những cái cổ phiếu đầu tư công giảm khối lượng bé tốt hay xấu chị em đánh giá nó sẽ là tích cực nó là tốt bởi vì giảm không còn ai bán ra những cái phiên giảm này thì những cái thằng này trend của nó vẫn còn vẫn có quá những những cái phiên gọi là những cái phiên phục hồi vcr cũng vậy này. khối lượng rất rất là bé rồi ai bán ra giai đoạn này có chăng là đang rụ bỏ nhà đầu tư mất kiên nhẫn với thị trường mất kiên nhẫn với cổ phiếu thì sau đó nó mới có những cái quá trình phục hồi nên đây là một trong những cái chúng ta cần phải giữ cho mình cái đầu lạnh để làm những chị không bị hoảng loạn với tin tức không bị những nhà đầu tư khác dọa để mà anh chị bán cổ phiếu mình bán tông bán tháo xin nó giảm nhưng trend nó vẫn là trên tăng khối lượng bé này đó là một trong những cái điểm sáng thứ bảy thứ tám mà em muốn đánh giá với anh chị là thị trường này đang là một trong thị trường tích lũy à, một vài cổ phiếu bất động sản ta thấy là DG nó phục hồi từ những cái vùng đấy nhưng nó mang cái tính chất phục hồi thôi không phải là dòng dẫn anh chị chú ý nó chỉ là phục hồi bởi vì cái nghị định uh, 08 và nghị quyết 33 về hai cái đấy thì thì nó đang có thúc đẩy và phát triển cho cái nhóm ngành này phục hồi ngắn hạn nhưng đến khoảng tháng 9 năm 2023 thì đánh giá là thị trường bất động sản mới bắt đầu tạo đáy và phục hồi về thực tế lượng cổ phiếu nên những cái thằng này nó tích lũy thôi đức xanh thì nó ok hơn nó kéo khỏe hơn đấy đức xanh thì nó cũng đang phục hồi nhưng cái lực lên nó sẽ không mạnh sale thì đi ngang hấp thụ đen những cái vùng tích lũy của nó rồi đang hấp thụ nhiên không có những cái biến động nào mới. Rồi, à, qua về những cái thằng dầu khí chúng ta thấy là BVS này. hiện tại giảm khối lượng rất là bé, trend của nó đang có những cái quá trình test về những cái phần này. về hiện tại giá dầu thế giới đang bị ảnh hưởng bởi những cái sự kiện như là ngân hàng và nó tác động gây, gây là gây là suy thoái đặc biệt là những khu vực châu Âu họ đang bị khủng hoảng về năng lượng rồi mà họ sợ bị suy thoái nữa thành ra là những cái giá dầu hợp đồng á họ bị bán rất là mạnh. Nhưng trend của nó những cái là gì? Đang test về những cái vùng nền khối lượng bé thì nó cũng sẽ sớm chinh phục test lại những cái vùng bên trên. Nếu như thị trường không có những cái gì biến động mới Thì thị trường tuần sau sẽ là cái thị trường phục hồi để anh chị có thể là mình à, cầm cổ phiếu ha. Đấy BVD cũng vậy nè. cũng sẽ có những quá trình phục hồi khối lượng rất là bé rồi, không phải là những cái vấn đề quá lớn. BVT nè, vận chuyển giá cước hiện tại vẫn tăng. Đấy, nó có một cái mô hình gì anh chị? Vai đầu vai đúng không? vai trái này đầu này vai phải này. Đấy, thì chúng ta thấy với một góc độ thị trường cổ phiếu đang phục hồi chính là những cái điểm sáng thứ 8 mà chúng ta đánh giá với thị trường. À, em không đánh giá cao với những cái quan điểm là thị trường về 800 900 bởi vì thị trường luôn đúng. Mà nếu như chúng ta cứ giữ quan điểm thị trường 800 900 lỡ nó không về thì chúng ta lại bỏ luôn một cái quá trình tạo xong của nó. Biết sợ vậy với khối lượng bé, đó là một trong những cái tích cực. Và những cái thằng này thị trường họ nó cũng sẽ hồi. Mặc dù giá dầu thế giới giảm nhưng nó chỉ tác động về mặt tâm lý và ảnh hưởng với những nhà tư mình đánh theo tin tức. Và đối với những cái thằng này thì hiện tại giá xăng đang tăng, giá xăng trong nước trong phiên tuần vừa rồi có những thông tin là tăng trên 500 đồng, tăng lên 500 đồng. Thì đối với những cái thông tin này thì em nghĩ là thị trường cũng như cổ phiếu đang hấp thụ những cái lượng cung, hấp thụ những cái thông tin khá là ok. Và những cái cổ phiếu trong những ngành tỷ sản đi đang hấp thụ ha, đang đi ngang hấp thụ khối lượng bé. Đấy. VHC cũng vậy. Ở VHC trong phiên vừa rồi nó được quỹ cơ cấu ấy thì nó kéo lên. VIX cũng vậy này. Được quỹ mua rất là nhiều, nó cũng kéo lên. Đây. Và chúng ta nhìn chung với tổng quan một bức tranh tổng thể của thị trường thì em không đánh giá thị trường này á, nó nó rủi ro để anh chị mình hô hào thị trường sập. Mà quan trọng là anh chị cần phải nhìn nhận ra những cái cơ hội. Trong tuần sau sẽ có những cái phiên điều chỉnh, nhưng điều chỉnh xong thì chúng ta phải đánh giá là gì? Cổ phiếu nếu như mà test có lượng thấp thì nó lại vẫn lên. Gây gờ cũng vậy. khối lượng rất là bé. Và nếu như anh chị thấy hay, anh chị hãy ủng hộ em một cái nút like cũng như đăng ký kênh. Và đừng quên anh chị nếu như mà mình chưa tham gia vào nhóm thì mình có thể quét mã qr code mình nó phải màn hình để có thể tham gia vào room cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Và nếu như anh chị muốn đồng hành với em tại room khách hàng, có thể liên hệ trực tiếp và em sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị vào nhóm. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video ngày hôm nay. Nếu như anh chị thấy bổ ích thì hãy chia sẻ cho người thân bạn bè và chúc anh chị một buổi sáng thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại anh chị trong video kế tiếp.